Tại sao chúng ta lại sợ phải nhận trách nhiệm trong bổn phận của mình? Tại sao mỗi khi gặp phải khó khăn, chúng ta lại luôn chùn bước? Tính chất của việc tiếp cận bổn phận như thế này là gì? Căn nguyên của vấn đề này nằm ở đâu? Phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết nó như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua video Chứng ngôn Cơ Đốc, lý do đằng sau nỗi sợ trách nhiệm. Em phụ trách cho công tác chăm tưới của Hội Thánh. Khi có thêm nhiều người tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Hội Thánh của chúng em đã được chia thành 3 Hội Thánh, và em phụ trách một trong số đó. Sau khi Hội Thánh tách ra, em phát hiện rằng có nhiều tín hữu mới không dự hội họp đều đặn được phân bổ vào Hội Thánh mà em phụ trách. Em nghĩ bụng, hiện tại Hội Thánh của em đang thiếu người chăm tưới, cho nên việc hỗ trợ cho những tín hữu mới không dự hội họp đều đặn sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn. Nếu những tín hữu đó bỏ ngang vì không được chăm tưới tốt, liệu người ta có nói em không có năng lực công tác và có tố chất kém cỏi không? Như thế thì sẽ rất bẽ mặt. Rồi chắc chắn em sẽ bị tỉa sửa và xử lý, hoặc sẽ bị truy cứu trách nhiệm về chuyện này. Nếu em không phải là người phụ trách, mà chỉ là một người chăm tưới, thì em sẽ không phải gánh vác trách nhiệm đó. Em cảm thấy áp lực lớn như thế, phải mang một cái gánh vô cùng nặng nề, và cảm thấy trong lòng mình nặng trĩu. Khi quan tâm tư lợi thì chúng ta sẽ sợ trách nhiệm và càng thêm lo lắng. Phải đó. Lúc đó lãnh đạo muốn chúng em bồi dưỡng thêm nhiều người nữa để có thể giải quyết vấn đề cấp bách là thiếu người chăm tưới. Phải. Nhưng khi phát hiện rằng có rất nhiều tín hữu mới không chịu dự hội họp đều đặn, thực sự em cảm thấy rất nan giải. Em nghĩ mình sẽ không thể bồi dưỡng nhân sự kịp thời và cảm thấy nản lòng. Sau đó em trở nên bị động trong công tác. Người cần bồi dưỡng thì em không bồi dưỡng, người cần chăm tưới em cũng không chăm tưới cho tốt. Điều đó khiến cho công tác bị tổn hại. Cảm thấy rất buồn và tội lỗi nên em đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: Lạy Đức Chúa Trời, vóc dạc của con quá nhỏ bé. Thấy Hội Thánh mới đối diện nhiều khó khăn và gặp nhiều vấn đề, con lại muốn thoái thác. Con biết rằng đó không phải là ý muốn của Ngài. Xin hãy dẫn dắt và soi sáng để con phản tỉnh và biết mình, thay đổi tình trạng sai lầm này để con có thể đảm đương công tác. Trong lúc tĩnh nguyện, em đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: Một số người sợ gánh vác trách nhiệm trong khi thực hiện bổn phận. Nếu Hội Thánh giao cho họ một công việc để làm, trước tiên họ sẽ cân nhắc xem công việc đó có yêu cầu họ phải gánh vác trách nhiệm hay không. Và nếu có, họ sẽ không nhận công việc đó. Điều kiện của họ để thực hiện một bổn phận: thứ nhất, đó phải là một công việc nhàn rỗi. Thứ hai, công việc đó không bận rộn hay mệt mỏi. Và thứ ba, bất kể họ làm gì, họ cũng không gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào. Đây là loại bổn phận duy nhất mà họ đảm nhận. Đây là loại người gì? Đây chẳng phải là người láu cá, giả dối sao? Họ không muốn gánh vác dù chỉ một chút trách nhiệm. Khi những chiếc lá trên cây rụng xuống, họ sợ trời sập. Một người như thế này có thể thực hiện bổn phận gì? Họ có thể có ích gì trong nhà Đức Chúa Trời? Công việc của nhà Đức Chúa Trời liên quan đến việc chiến đấu với Satan, cũng như phổ biến phúc âm vương quốc. Bổn phận nào không đòi hỏi trách nhiệm? Các người có nói rằng việc làm lãnh đạo đi cùng với trách nhiệm không? Chẳng phải trách nhiệm của họ càng lớn hơn, và chẳng phải họ càng phải chịu trách nhiệm sao? Người giao truyền phúc âm, chứng thực, làm video, vân vân. Trên thực tế, công việc người làm, bất kể là gì, miễn là có liên quan đến các nguyên tắc của lẽ thật, thì đều mang trách nhiệm. Nếu ngươi thực hiện bổn phận một cách vô nguyên tắc, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc của nhà Đức Chúa Trời. Và nếu ngươi sợ gánh vác trách nhiệm, thì ngươi không thể thực hiện bất kỳ bổn phận nào.
Một người sợ đảm nhận trách nhiệm khi thực hiện bổn phận là hèn nhát, hay tâm tính của họ có vấn đề? Ngươi phải có thể phân biệt được. Thực tế, đây không phải là vấn đề hèn nhát. Nếu người đó theo đuổi tiền của hoặc họ làm điều gì đó vì lợi ích của riêng họ, thì sao họ có thể dũng cảm như thế? Họ sẽ chấp nhận mọi rủi ro. Nhưng khi họ làm việc cho hội thánh, cho nhà Đức Chúa Trời, họ không chấp nhận chút rủi ro nào. Những người như vậy thật ích kỷ và thấp hèn, là kẻ gian dối nhất trong tất cả. Bất cứ ai không gánh vác trách nhiệm trong khi thực hiện bổn phận đều không có chút chân thành nào với Đức Chúa Trời, huống chi trung thành. Dạng người nào dám gánh vác trách nhiệm? Dạng người nào có can đảm mang trọng trách nặng nề? Người dẫn đầu và dũng cảm tiến tới vào thời điểm quan trọng trong công tác của nhà Đức Chúa Trời. Người không ngại gánh vác trách nhiệm nặng nề và chịu đựng gian khổ dữ dội khi họ nhìn ra được công việc quan trọng và chính yếu nhất. Đó là người trung thành với Đức Chúa Trời, một chiến binh giỏi của Đấng Christ. Có phải tất cả những người sợ gánh vác trách nhiệm trong bổn phận của mình làm như vậy bởi vì họ không hiểu lẽ thật không? Không. Đó là một vấn đề về nhân tính của họ. Họ không có ý thức công lý hoặc trách nhiệm. Họ là những người ích kỷ và thấp hèn, không phải là những tín hữu chân thành của Đức Chúa Trời. Họ không tin nhận lẽ thật chút nào, và vì những nguyên nhân này, họ không thể được cứu rỗi. Để tin Đức Chúa Trời và đạt được lẽ thật, người ta phải trả nhiều cái giá. Và để lẽ thật được đưa vào thực hành, người ta cũng phải trải qua một số gian khổ và phải từ bỏ và buông bỏ một số thứ. Như vậy thì, một người sợ gánh vác trách nhiệm có thể đưa lẽ thật vào thực hành không? Họ chắc chắn là không thể, chứ đừng nói đến việc họ đạt được lẽ thật. Họ sợ thực hành lẽ thật, sợ làm tổn hại đến lợi ích của họ. Họ sợ bị sỉ nhục, bị chê bai và bị phán xét. Họ không dám thực hành lẽ thật. Vì vậy, họ không thể đạt được nó. Và cho dù họ tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, họ cũng không thể đạt được sự cứu rỗi của Ngài. Amen. Những điều mà lời Đức Chúa Trời vạch trần khiến em cảm thấy rất đau lòng. Ngài phán rằng những ai sợ nhận trách nhiệm trong bổn phận chính là những kẻ ích kỷ, xấu xa và xảo trá nhất. Những người như vậy không hề biết thực hành lẽ thật và không thể đạt được sự cứu rỗi. Biểu hiện của em giống y hệt như thế. Khi thấy hội thánh do em phụ trách có nhiều người mới không hội họp đều đặn và có quá ít nhân sự để bồi dưỡng, em không hề nghĩ cách để quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời hay nghĩ đến việc bồi dưỡng nhân sự tiềm năng, chăm tưới tốt các tín hữu mới để họ có thể sớm có được căn cơ trên con đường thật. Thay vào đó, em lại coi họ như một gánh nặng. Em chỉ nghĩ đến chuyện mình phải tốn thời gian và bỏ thêm công sức mới có thể hỗ trợ họ. Còn lo rằng những người khác sẽ coi thường em nếu như em làm không tốt. Nếu nghiêm trọng, em có thể bị tỉa sửa và xử lý hoặc bị truy cứu trách nhiệm. Em cảm thấy nhiệm vụ như thế này thật chẳng khác nào dã tràng xe cát biển đông, nên trong lòng em cứ thấy miễn cưỡng. Dù đã bắt mình phải làm, nhưng em rất bị động. Vì em vô trách nhiệm cho nên những người lẽ ra phải được bồi dưỡng lại không được bồi dưỡng. Vài người thậm chí không tham dự hội họp nữa. Phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời đang lan nhanh. Ngày càng nhiều người hướng về Đức Chúa Trời. Chăm tưới và hỗ trợ tín hữu mới là mong muốn cấp thiết của Đức Chúa Trời. Nhưng em chỉ biết nghĩ đến tư lợi chứ không hề quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời. Cũng không màng đến sự sống của những người mới. Em quá ích kỷ và đã làm cho Đức Chúa Trời thất vọng. Nhìn sang các hội thánh mới kia, em thấy các anh chị em đó có thể bảo vệ tốt công tác của hội thánh mà không nghĩ đến chuyện được mất của bản thân. Họ cố gắng hết sức để chăm tưới cho những người tín hữu mới, bất kể khó khăn, gian khổ. Họ thật lòng tin Đức Chúa Trời, biết tận tâm trong bổn phận của mình. Em thấy hổ thẹn và nhục nhã.
Em không thể tiếp tục quan tâm tư lợi nữa mà phải biết bảo vệ công tác của hội thánh. Em cần tự giác gánh vác trách nhiệm và dốc toàn lực chăm tưới những người mới thật tốt. Vậy mới là quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời trong bổn phận. Phải đó. Sau đó em bắt đầu chủ động phối hợp thật tốt với các anh chị em để chăm tưới đàng hoàng những người đáng được bồi dưỡng. Khi hiểu ra được ý muốn của Đức Chúa Trời thì họ cũng sẽ tích cực trong bổn phận. Chúng em đã hợp tác để làm việc và hỗ trợ các tín hữu mới. Một thời gian sau đó, khá nhiều người mới đã có thể hội họp đều đặn. Em cảm thấy rất phấn khởi và đội ơn Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Nhưng không lâu sau, em lại rơi vào hoàn cảnh giống như trước đó. Một hôm, lãnh đạo nói với em, Hội Thánh Thủy Nguyên vừa mới được thành lập. Có một số tín hữu mới không hội họp đều đặn và họ cũng đang thiếu người chăm tưới giỏi. Công tác đang tiến triển rất chậm. Hay là chúng tôi giao hội thánh đó cho chị nha? Khi nghe lãnh đạo nói vậy, em đã có thể nhận ra được ý muốn của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh này. Lần trước khi hội thánh tách ra, em đã sợ nhận trách nhiệm, khiến công tác của hội thánh bị trì hoãn. Lần này em phải tuân phục và làm thật tốt bổn phận của mình mới được. Nhưng khi thấy tình trạng hiện tại của hội thánh Thủy Nguyên, trong lòng em lại chợt dao động. Hội thánh mà em phụ trách đang ngày càng có nhiều cải thiện và còn rất nhiều việc nữa cần phải thực hiện. Bây giờ mà phụ trách thêm một hội thánh nữa thì sẽ tốn thêm của em nhiều thời gian và công sức. Nếu em không thể hỗ trợ hội thánh Thủy Nguyên ổn thỏa và không lo liệu tốt công tác của hội thánh hiện tại thì anh chị em sẽ nghĩ gì về em đây? Nếu như em chỉ cần phụ trách một hội thánh thì sẽ không phải bận bù đầu và em có thể tập trung sức lực để công tác thật tốt. Như vậy anh chị em sẽ nhìn em bằng con mắt khác, biết đâu em còn có thể được đề bạt. Vì nghĩ như thế, em cảm thấy sẽ là quá sức nếu phải phụ trách thêm hội thánh Thủy Nguyên. Dù sao việc này cũng không có lợi cho em, nên em không muốn tiếp quản. Nhưng nếu em từ chối và không ai chịu đảm nhận, thì công tác hội thánh sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng nặng. Trong lòng em thấy rất mâu thuẫn. Vậy rồi em đã làm thế nào để giải quyết tình trạng đó? Lãnh đạo nắm bắt được tình trạng của em và đã chia sẻ một đoạn lời Đức Chúa Trời với em. Nếu ngươi khá giỏi ở một thể loại công việc chuyên môn nhất định và đã làm công việc đó lâu hơn những người khác một chút rồi, vậy thì những nhiệm vụ khó khăn hơn chút phải được giao phó cho ngươi. Ngươi nên tiếp nhận điều này từ Đức Chúa Trời và nên vâng lời. Đừng kén chọn, đừng phàn nàn rằng sao người ta luôn làm khó tôi. Họ giao tất cả những nhiệm vụ dễ cho người khác và giao cho tôi những nhiệm vụ khó khăn. Chẳng phải họ đang làm khó tôi sao? Ngươi nói làm khó ngươi là sao? Công việc được giao cho từng người, người giỏi thì làm nhiều. Ngươi học nhiều và được Đức Chúa Trời ban cho nhiều thì được giao trọng trách nặng hơn là phải. Không phải làm khó ngươi mà trọng trách ngươi được giao là phù hợp với ngươi. Đây là bổn phận của ngươi. Vì vậy đừng cố kén cá chọn canh, hay nói không, hay tránh xa nó. Tại sao ngươi nghĩ rằng nó khó khăn? Thực ra, nếu ngươi để tâm thì ngươi sẽ hoàn toàn có thể đạt được. Việc ngươi thấy khó khăn, thấy như thể bị đối xử bất công, như cố tình bị làm khó, là sự bộc lộ của một tâm tính bại hoại. Đây là sự từ chối bổn phận, không lãnh nhận từ Đức Chúa Trời. Đây là không thực hành lẽ thật. Kén cá chọn canh trong bổn phận, làm việc nhẹ nhàng và dễ dàng, làm việc khiến ngươi trông hay ho, đây là tâm tính bại hoại của Satan. Nếu ngươi không thể tiếp nhận bổn phận và không có khả năng quy phục, thì chứng tỏ ngươi vẫn còn phản nghịch Đức Chúa Trời. Ngươi đang chống trả, đang cự tuyệt và đang né tránh. Đây chính là một tâm tính bại hoại. Amen. Amen. Lời của Đức Chúa Trời khiến em cảm thấy vô cùng xúc động. Không phải lãnh đạo cố làm khó em bằng việc giao em phụ trách thêm một hội thánh nữa. Em thực hiện công tác chăm tưới cũng đã khá lâu rồi. Nên nếu biết hy sinh một chút, em sẽ có thể xoay sở được. Vậy mà em quá ích kỷ. Chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình và không bằng lòng hy sinh. Sợ nếu không làm tốt thì sẽ bị mất mặt. Nên em không muốn đảm nhận hội thánh đó, mà đã từ chối thẳng thừng. Em không hề tuân phục chút nào. Hôm nay, việc hội thánh giao cho em công tác quan trọng là chăm tưới người mới chính là ân điển và là sự cất nhắc của Đức Chúa Trời.
Em nên tiếp nhận nó và tuân phục vô điều kiện, tận tâm tận lực để chu toàn. Đó là việc mà người có lương tâm và lý trí sẽ làm. Phải, đúng vậy. Nếu em nương tựa Đức Chúa Trời và thành tâm phối hợp với Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt em để làm việc thật tốt. Suy nghĩ như thế, em thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn sàng gạt bỏ những lo ngại trong lòng và nhận lấy trách nhiệm này. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Khi hiểu lẽ thật từ lời Đức Chúa Trời, ta sẽ có đức tin và sức mạnh. Phải. Đúng vậy. Sau đó em đã phản tỉnh và tìm kiếm. Tại sao em luôn muốn tìm cách thoái thác bổn phận của mình và không gánh vác trọng trách? Em đọc được lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời toàn năng phán: bất kể đang làm gì, những kẻ địch lại Đấng Christ trước hết sẽ cân nhắc lợi ích của chính họ, và họ chỉ hành động khi đã suy nghĩ thấu đáo. Họ không vâng phục lẽ thật một cách thực sự, chân thành và tuyệt đối nếu không thỏa hiệp, mà làm như vậy một cách có chọn lọc và có điều kiện. Điều kiện gì đây? Đó là địa vị và danh tiếng của họ phải được bảo vệ và không phải chịu bất kỳ tổn thất nào. Chỉ sau khi điều kiện này được đáp ứng, họ mới quyết định và lựa chọn những gì phải làm. Nghĩa là những kẻ địch lại Đấng Christ luôn xem xét nghiêm túc cách ứng xử với các nguyên tắc của lẽ thật, những sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời và công tác của nhà Đức Chúa Trời, hoặc cách xử lý những điều họ đối mặt. Họ không xem xét làm thế nào để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, làm thế nào để giữ không làm tổn hại đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, làm thế nào để đáp ứng Đức Chúa Trời, hoặc làm thế nào để có lợi cho các anh chị em. Đây không phải là những điều họ cân nhắc. Điều mà những kẻ địch lại Đấng Christ xem xét là gì? Liệu địa vị và danh tiếng của chính họ có bị ảnh hưởng hay không? Và liệu uy tín của họ có thể bị hạ thấp không? Nếu làm điều gì đó phù hợp với các nguyên tắc của lẽ thật, có lợi cho công việc của hội thánh và các anh chị em, nhưng sẽ khiến danh tiếng của chính họ tổn hại và khiến nhiều người nhận ra vóc dạc thực sự của họ, biết họ có dạng bản tính và bản chất nào, thì chắc chắn họ sẽ không hành động theo các nguyên tắc của lẽ thật. Nếu làm công việc thực tế sẽ khiến nhiều người đánh giá cao họ, nể phục họ và ngưỡng mộ họ, hoặc khiến cho lời nói của họ mang thẩm quyền và khiến nhiều người quy phục họ hơn, thì họ sẽ chọn làm theo cách đó. Nếu không, họ sẽ không bao giờ chọn bỏ qua lợi ích của riêng họ vì cân nhắc cho những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời hoặc của các anh chị em. Đây là bản tính và thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ. Chẳng phải điều này là ích kỷ và thấp hèn sao? Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật, thì chính bản tính của Satan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó bao gồm những gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi có những cảm xúc mạnh mẽ đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Satan ở trong con người. Vậy độc tố của Satan là gì? Nó có thể được thể hiện ra như thế nào? Ví dụ, nếu ngươi hỏi người ta nên sống thế nào? Người ta nên sống vì điều gì? Thì người ta sẽ trả lời: người không vì mình, trời chu đất diệt. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Triết lý và logic của Satan đã trở thành cuộc sống của con người. Bất kể người ta theo đuổi điều gì thì họ cũng chỉ vì bản thân họ, và do đó họ sống chỉ cho bản thân họ.
người không vì mình, trời chu đất diệt. Đây là triết lý sống của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại. Chân dung thật của bản tính Satan của nhân loại bại hoại. Và bản tính Satan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại. Trong hàng ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Satan mãi cho đến tận ngày nay. Amen. Amen. Từ lời Đức Chúa Trời, em đã tìm thấy đáp án. Lý do chính em không muốn gánh vác trọng trách là vì em sống theo tâm tính của một kẻ địch lại đấng Christ, đặc biệt ích kỷ và xảo trá. Trong mọi việc em làm, em đều nghĩ đến lợi ích của riêng mình, với một điều kiện tiên quyết là lợi ích của riêng bản thân em sẽ không bị tổn thất. Em không quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời, không bảo vệ công tác hội thánh. Khi nhận thấy có nhiều tín hữu mới trong hội thánh mới không tham dự hội họp đều đặn, em sợ hiệu quả trong bổn phận của mình sẽ bị ảnh hưởng và khiến cho danh tiếng, địa vị của em bị tổn hại. Khi lãnh đạo bảo em phụ trách thêm hội thánh Thủy Nguyên, em biết rằng nếu các tín hữu mới ở hội thánh đó không được chăm tưới càng sớm càng tốt, thì họ có thể bị các mục sư tôn giáo quấy phá và bỏ cuộc. Nhưng em không muốn đến đó chăm tưới. Em đong đếm lợi ích và thiệt hại của bản thân. Em chỉ nghĩ đến việc hoàn thành cho tốt công tác ban đầu mình được lãnh đạo giao cho phụ trách. Như vậy thì áp lực sẽ không quá nặng nề, cũng không phải chịu khổ và trả giá nhiều. Nếu cuối cùng em hoàn thành tốt, thì anh chị em sẽ công nhận và khen ngợi em. Em sẽ để lại ấn tượng tốt trong mắt mọi người. Bấy lâu nay em đã sống theo chất độc Satan, người không vì mình trời chu đất diệt. Khi gặp chuyện, đầu tiên em sẽ nghĩ xem nó có tốt cho danh tiếng và địa vị của mình hay không. Nếu như lợi ích của bản thân em bị tổn hại, thì dù nó có tốt cho công tác hội thánh, em cũng không muốn động tay vào. Em sẽ chống đối và từ chối, không hề có chút thành tâm hay tuân phục Đức Chúa Trời. Những người mới chỉ vừa tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời vốn chưa hiểu được lẽ thật, dễ bị các mục sư can thiệp, gây ảnh hưởng khiến họ bị mê hoặc và rút lui. Nên hội thánh đã phân công em chăm tưới, hỗ trợ họ. Đứng trước một nhiệm vụ quan trọng như thế, em không nhận trách nhiệm và dốc hết sức mình để thực hiện tốt bổn phận này. Lại còn sợ nếu làm không tốt thì danh tiếng, địa vị sẽ bị tổn hại. Đó chính là tâm tính của một kẻ địch lại đấng Christ. Tâm tính ích kỷ, hèn hạ, chỉ biết vụ lợi. Lòng em tràn ngập hối hận và tội lỗi. Em cảm thấy mình nợ Đức Chúa Trời và muốn ăn năn với Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Chị cũng rút ra được bài học từ sự phản tỉnh này của em. Giờ đây chị thấy rằng việc quan tâm tư lợi trong bổn phận là ích kỷ và xảo trá, cho thấy tâm tính của kẻ địch lại đấng Christ. Phải. Rồi em đọc thêm lời này của Đức Chúa Trời. Để chị đọc cho. Đâu là tiêu chuẩn dùng để đánh giá những việc làm của một người là tốt hay xấu? Nó phụ thuộc vào việc trong những suy nghĩ của họ, trong những bày tỏ của họ và những hành động của họ có chứng ngôn về việc đưa lẽ thật vào thực hành và việc sống thể hiện ra thực tế của lẽ thật hay không. Nếu ngươi không có hiện thực này hoặc không sống thể hiện ra điều này thì không nghi ngờ gì nữa, ngươi là một kẻ hành ác. Trong mắt Đức Chúa Trời, những kẻ hành ác là thế nào? Đó là những tâm tư suy nghĩ cũng như những hành động bên ngoài của ngươi không hề làm chứng cho Đức Chúa Trời, cũng không khiến Satan phải xấu hổ hoặc đánh bại nó, mà lại làm Đức Chúa Trời xấu hổ, đầy tì vết khiến cho Đức Chúa Trời phải bẽ mặt. Ngươi đang không làm chứng cho Đức Chúa Trời, không dâng mình cho Ngài, cũng không làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với Ngài, mà đang hành động vì lợi ích của mình. Vì lợi ích của mình có nghĩa là gì? Chính xác nó nghĩa là vì lợi ích của Satan. Do đó, cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ phán: hỡi những kẻ làm gian ác các ngươi, hãy lui ra khỏi ta. Trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi chưa làm việc lành, mà thay vào đó, hành vi của ngươi thật xấu xa. Điều đó sẽ không được Ngài chấp thuận. Điều đó sẽ bị lên án. Kẻ có niềm tin kiểu đó thì sẽ cố đạt được gì? Chẳng phải niềm tin như thế sẽ chẳng còn gì vào sau hết ư? Amen. Amen. Amen.
lời Đức Chúa Trời phán rất rõ ràng. Ngài không xem ta chịu bao nhiêu đau khổ, mà Ngài xét xem trong thâm tâm của chúng ta có gì và biểu lộ những gì khi chúng ta thực hiện bổn phận và liệu ta có thực hành lẽ thật hay không. Nếu động cơ trong bổn phận không phải để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, nếu họ không thực hành lẽ thật, thì dù họ có hiến dâng bao nhiêu đi nữa, Đức Chúa Trời cũng sẽ coi đó là hành ác và là chống đối Ngài. Đúng vậy. Phải. Nhớ lại vào thời gian đó, tâm tư của em đã bị vạch trần. Em chỉ luôn suy nghĩ và lên kế hoạch dựa trên tư lợi, luôn muốn thoái thác bổn phận. Dù miễn cưỡng tiếp nhận nhưng em lại không hề có trách nhiệm. Em không bồi dưỡng những người đáng bồi dưỡng. Một số tín hữu mới cũng vì không được em chăm tới kịp thời nên không dự hội họp đều đặn. Động cơ và biểu hiện của em khiến cho Đức Chúa Trời ghê tởm. Trong mắt của Đức Chúa Trời, em đang hành ác và chống đối lại Ngài. Phải. Nghĩ lại, em là tín hữu lâu năm, hưởng nhiều sự cung dưỡng lẽ thật từ Đức Chúa Trời, nhưng chẳng muốn đền đáp tình yêu của Ngài. Lúc công tác hội thánh cần hỗ trợ nhất thì em lại không muốn gánh trọng trách, không làm bổn phận và không làm thỏa lòng Ngài. Em thực sự không có lương tâm, không có nhân tính. Cho nên em thầm cầu nguyện với Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, bấy lâu con đã mưu cầu danh lợi và địa vị trong bổn phận, không chịu bảo vệ công tác của hội thánh. Con thật quá ích kỷ. Con chưa làm tròn bổn phận của mình và mắc nợ Ngài rất nhiều. Lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Ngài đã cho con cơ hội khác. Con rất muốn ăn năn và muốn đảm nhận lấy trọng trách này, làm hết sức mình để bù đắp lại những vi phạm trước kia của con. Amen. Sau đó em đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời và có được con đường thực hành. Đối với những ai thực hiện bổn phận, dù hiểu lẽ thật sâu sắc hay nông cạn, cách thực hành đơn giản nhất để bước vào thực tế của lẽ thật là nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc và buông bỏ những ham muốn ích kỷ, các ý định cá nhân và động cơ cá nhân lẫn thể diện và địa vị. Hãy đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên trước tiên. Đây là điều chí ít người ta nên làm. Nếu thực hiện bổn phận của mình mà thậm chí không thể làm được nhiêu đó, thì sao có thể gọi là thực hiện bổn phận? Đây không phải là thực hiện bổn phận. Trước tiên nên xem xét lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, quan tâm đến ý Đức Chúa Trời, xem xét công tác của hội thánh và đặt những điều này lên trên hết. Chỉ sau đó mới nghĩ về sự ổn định, về địa vị của ngươi hoặc cách người khác nhìn nhận ngươi. Ngươi chẳng cảm thấy rằng sẽ dễ dàng hơn một chút khi chia nó thành các bước này và thực hiện một số thỏa hiệp sao? Nếu thực hành như thế này trong một thời gian, ngươi sẽ thấy rằng việc làm hài lòng Đức Chúa Trời là không khó. Thêm nữa, ngươi phải có thể làm tròn trách nhiệm của mình, có thể thi hành nghĩa vụ và bổn phận của mình. Gạt bỏ tham muốn ích kỷ, gạt bỏ những ý định và động cơ của riêng mình, cân nhắc ý muốn của Đức Chúa Trời. Và đặt lợi ích của nhà Ngài, đặt công tác của hội thánh, cũng như đặt bổn phận mà ngươi nên thực hiện lên trên hết. Sau khi trải nghiệm thế này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy đây là cách ứng xử tốt, là sống quang minh lỗi lạc, đừng làm tiểu nhân bị ổi. Là sống một cách quang minh chính đại, chứ đừng sống vô ích, đừng sống bẩn thỉu và bị ổi. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên sống và hành động. Dần dần, ham muốn thỏa mãn lợi ích của bản thân trong lòng ngươi sẽ từ từ ngày càng giảm đi. Amen. 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 Từ lời Đức Chúa Trời, em đã tìm ra được con đường thực hành. Đó là khi gặp chuyện thì phải từ bỏ lợi ích cá nhân và thay vào đó là ưu tiên lợi ích của hội thánh. Em muốn hành động như lời Đức Chúa Trời phán, ngừng quan tâm xem lợi ích cá nhân có bị ảnh hưởng hay không. Ngừng quan tâm xem các anh chị em suy nghĩ thế nào về mình. Em phải hoàn thành trách nhiệm và đảm nhận công tác này. Em cũng nhận ra rằng từ trước tới nay em không muốn làm những việc khó khăn vì sợ bị coi thường hoặc bị xử lý nếu như mình làm không tốt. Em đã không hiểu ý tốt muốn cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời. Giao cho em thêm nhiều công tác khó khăn chính là Đức Chúa Trời đang ân đãi em. Đức Chúa Trời sử dụng thử thách này để giúp em học được cách nương tựa nơi Ngài, tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề. Phải đó. Khi thực hiện bổn phận, việc gánh vác trọng trách và bị tỉa sửa, xử lý hoặc phơi bày khi gặp phải khó khăn đều là những chuyện tốt. Chúng cho em cơ hội để thấy rõ hơn những sai lầm và khuyết điểm của mình.
Để em có thể chú tâm tìm kiếm và trang bị cho mình bằng các lẽ thật để bù lại điểm yếu của mình. Điều này giúp em hiểu rõ lẽ thật và tiến bộ trong sự sống là tình yêu của Đức Chúa Trời. Đúng phải. Là như vậy. Trọng trách là phước lành tới Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta luôn sợ gánh vác trách nhiệm, không muốn đối mặt thử thách, thì sao đạt được lẽ thật hay được Đức Chúa Trời hoàn thiện chứ? Phải. Đúng vậy. Khi hiểu ra ý muốn của Đức Chúa Trời, thái độ của em với bổn phận cũng đã thay đổi. Em thấy được rằng, để quản lý công tác của cả hai hội thánh, không thể chỉ dựa vào năng lực của mình. Khả năng của em có hạn, nên em phải chú tâm bồi dưỡng các nhân sự. Khi có thêm các anh chị em hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, họ có thể đảm nhận bổn phận để công tác dễ dàng hơn. Như thế em có thể dồn toàn lực vào những nhiệm vụ quan trọng. Phải. Nên em đã thảo luận với nhân viên chăm tưới và xác định những người xứng đáng bồi dưỡng, rồi tổ chức các buổi hội họp và thông công về lời Đức Chúa Trời để giải quyết khó khăn và vấn đề thực tế của họ. Em đã rất bất ngờ khi nhìn thấy một số anh chị em đạt được hiểu biết về công tác của Đức Chúa Trời, có được đức tin trong tim và muốn thực hiện bổn phận. Thật tốt quá. Khi chúng em cùng phối hợp công tác, hiệu quả trong bổn phận của em cũng cải thiện nhiều. Một số dự án được hoàn thành một cách nhanh gọn. Họ cũng được rèn luyện và được tiếp thêm tinh thần thực hiện thật tốt bổn phận của mình. Sau một khoảng thời gian được chăm tưới và hỗ trợ thường xuyên, nhiều tín hữu mới đã đạt được hiểu biết về công tác của Đức Chúa Trời, đã có được căn cơ trên con đường thật và tích cực tham gia việc hội họp. Thật hay quá. Nhìn thấy như vậy, em cảm thấy vô cùng xúc động. Sau khi từ bỏ được lợi ích cá nhân, gánh vác trọng trách và cố hết sức thực hiện bổn phận, chẳng bao lâu sau em đã đạt được tiến bộ thần tốc và đã đạt hiệu quả cao khi thực hiện bổn phận của mình. Hiện tại em không còn sợ phải nhận trách nhiệm, mà muốn thực hành lẽ thật, làm bổn phận thỏa lòng Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Chỉ cần chúng ta từ bỏ danh lợi và địa vị.